Vừa về được một con VIP chưa bác? Con này là đời cực kỳ cao cấp, đời cao cấp trong của dòng vật tu cảm ứng. Con này đời cao cấp trong dòng vật tu cảm ứng nó cao cấp ở đâu thì em Tuấn sẽ giới thiệu lần lượt dần dần cho bác. Đối với cái hình nền nền trong hay nền ngoài, các bác thích đặt nền màu vàng, màu tím, màu đen hay nick đặt màu gì thì đặt. Tóm lại là các bác đặt màu gì thì tùy các bác. Đấy. Còn đối với dòng này thì báo cáo bác là dòng này đã là dòng đời cực kỳ cao của vợ tu. Vợ tu họ đã biết thay đổi theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Con này khi sản xuất ra nó với mức giá gần nửa tỷ đấy. Có nhiều bài báo đã đăng con vợ tu Continuation X này với mức giá gần nửa tỷ đồng. Cái đấy thì các bác vào một số trang báo cái thời kỳ nó ra các bác biết. Con này nó đã đua theo thị hiếu, nó đã có hai sim bác ạ. Con này chạy hai sim rồi. Con này chạy được hai sim rồi đấy bác ạ. Thì nó có những cái gì đặc biệt thì sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu vào giới thiệu chi tiết cho các bác luôn. Đấy. Về cấu hình thì các bạn, những con này thì chất lượng màn hình hình ảnh thì không thể chê được nữa rồi. Màn này mà bác còn chê nữa thì bó tay luôn. Và Tu là một trong những thương hiệu điện thoại đắt đỏ nhất thế giới và nó sản xuất ra chỉ dành cho những cái giới người siêu giàu thôi. Còn bây giờ mới đến lượt em và các bác được cầm nó thôi. Còn ngày trước làm sao được mơ bác? Cái thời nó ra con này bác bảo làm sao mơ được. Những chất liệu trên này của nó không xước được đâu bác nhỉ. Không xước được đâu bạn, nó toàn là bằng titanium, nó không thể xước được. Những cái vật liệu này nó toàn là vật liệu titanium rồi màn sapphire cái kính sapphire này. Kính sapphire cái gì nhỉ? Nó gọi là sapphire cái gì nó rất là khó đọc mà chỉ có muốn xước của nó được bắt buộc chỉ có kim cương kỳ vào nó thì nó mới xước được ạ. Đấy. Đây là một chiếc điện thoại phải nói luôn là thiết kế đầy đủ các tính năng. Con này có thể lắp được hai sim, có nghĩa là nano sim, hai sim có nghĩa là nó lắp được hai sim hoặc là một sim một thẻ nhớ, có cả thẻ nhớ luôn. Đấy, thì sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu cho bác về chi tiết con này nhé. Về chi tiết con này thì em rút cái sạc ra bởi vì máy nó vừa về nên em phải cắm sạc em phải động lên cho bác dùng một chút thôi. Đấy, đấy. Nó báo pin yếu luôn. Nó báo pin yếu luôn đấy. Đấy, thì em rút được cái nó báo pin yếu. Thì đối với con này thì để em search qua xem bây giờ có một số trang đang chào bán con này bao nhiêu. Con Vertu, Continuation X. Đây, vào luôn xem nào. Đây ạ. Continuation X, con này thì da cái thân của nó màu đằng sau bằng vải. Không thể bằng con này được bác nhá. Con này da cá sấu đỉnh hơn nhiều. Con này đẳng cấp hơn nhiều. Quá đẳng cấp luôn ạ. Vải. Này. Trên tay con Vertu này mà con vợ tu này là cái thời điểm đấy là 200 triệu là nó đã ra lâu rồi đấy nha. 200 triệu chưa là gì, cái lúc nó mới ra nó gần 500 triệu cơ. Căn tin con này hai sim luôn không nha, 200 triệu đấy, mẹ hàng hàng lướt mà đã 200 triệu rồi bạn, ok chưa. Đấy, con này 200 triệu, nó sản xuất năm cuối 2017 hoặc 2018. Những chiếc điện thoại đắt đỏ gần như nhất luôn ạ. Đấy, khay sim đây bác nhé, bác nhé. Đây khay sim của nó đây. Em Tuấn sẽ cho bác nhìn cái khay sim này. Khay sim của nó em nó đây. Em nó thích nghi với lại thời đại mới rồi. Đây ạ. Nó gồm có một sim và một khay thẻ nhớ. Nếu bác nào lắp hai sim thì thôi lắp thẻ nhớ. Còn không thì bác lắp sim 2 thì bác thôi thẻ nhớ nhé. Đây có thể lắp vừa lắp thẻ nhớ và vừa lắp sim. Đấy, một là chạy hai sim, hai là một sim một thẻ nhớ. Ok chưa? Đối với Vertu thì nó là một trong những dòng điện thoại được thiết kế làm bằng thủ công bằng tay ạ. À. Thủ công bằng tay bác. Nó là một hãng điện thoại phải nói luôn là nằm ở phân khúc khúc gọi là máy điện thoại siêu sang. Nói đúng hơn nó gọi là máy điện thoại siêu sang, chiếc điện thoại siêu sang. Nên nó sẽ không ra mắt nhiều đâu bạn, cái dòng này nó không ra mắt nhiều đâu. Nó không ra mắt cả lô hả mấy nghìn hay mấy vạn cái, nó không không sản xuất theo kiểu như kiểu con gà nó đẻ đâu. Mà nó sản xuất bởi vì là những chiếc điện thoại này đều do từng cá nhân, từng bàn tay người thợ cá nhân làm nhé, từng người thợ làm một con này luôn chứ không phải là tự nhiên mà nó ra tràn lan đâu. Đấy. Và cho đến bây giờ thì chiếc Vertu con Continuation này thì nó vẫn dẫn đầu mà với những tính năng đặc biệt nổi trội thời đến bây giờ. Và riêng đối với Vertu thì báo cáo bác là sẽ không bao giờ có câu lỗi thời. Sẽ không bao giờ có câu lỗi thời bởi vì Vertu những con điện thoại sản xuất đắt tiền nhất là những con điện thoại làm bằng bàn phím không có màn cảm ứng ở đâu. Những con bàn phím còn đắt hơn rất là nhiều, nó có những con vài tỷ tiền
đến tiền tỷ luôn, có những con hàng triệu mấy triệu đô luôn ạ. Những con màn cảm ứng này là còn rất là rẻ đấy ạ, những con màn bàn phím ý, chỉ có nghe mới gọi thôi, nó quá là đắt luôn ạ. Đấy, các bác đã dùng Oppo hay là Samsung hay là Sony hay là iPhone, báo cáo bác là những dòng đấy thì nó là quá đại trà rồi. Nhưng mà khi các bác trên tay con này này thì bác có nói phét, em nói thật đấy, có nói phét ai cũng phải nghe, bởi vì không phải ai cũng lúc nào cũng có thể sở hữu được những con này nhé, phải sở hữu được này, được chưa? Em nói luôn, và đặc biệt là dòng này đã để các bác đến 2 SIM rồi. À, kích thước của con này, màn hình con này nhá, màn hình kích thước con này màn hình là 5,5 inch, tấm nền của nó là AMOLED đấy, AMOLED đấy. Kính cường lực này, kính cường lực chống trầy xước luôn, được trang bị một con chipset 8 lõi luôn đấy. Bộ nhớ RAM của con này, RAM con này đã là 6 GB thì bác bảo RAM 6 GB thì nó quá nhanh đúng không, làm gì còn chế độ trễ nữa, RAM 6 GB luôn, 6 GB, bộ nhớ trong lên tới 128 GB, viên pin của con này là 3220 ampe, con này có hỗ trợ sạc không dây bác nhé, có hỗ trợ sạc không dây luôn, được chưa ạ, đời cao chưa ạ. Thế còn nói gì nữa bác, tất cả những cái vật liệu này đều là bằng titanium và những vật liệu để chế tạo máy bay hoặc là vũ khí. Đây, tất cả những vật liệu phía dưới này vậy, men men gốm đấy, những dòng này các bác dùng càng bóng. Trên con vật tu này nó chỉ có những vật liệu đắt tiền, không có vật liệu rẻ tiền. Ngoài những vật liệu đắt tiền như là đây, da cá sấu này, titanium này, thép trắng này, rồi là kính sapphire, rồi là đây đá ruby, cái nút đá ruby này là cái nút để tích hợp những cái ứng dụng hay của nó có nút được tích hợp không nhé, nút là nút tích hợp đấy, nút tích hợp những cái ứng dụng để mua bán những ứng dụng, có nghĩa là cái nút này không phải trang trí vào đây cho đẹp đâu, cái nút đá ruby này này riêng vào tu nó có độc quyền, thỉnh thoảng tất cả những con máy nó đều có cái nút đá ruby này nhé, nó có tác dụng của nó đấy ạ. Ngoài ra đây bác nhìn nhé, khi ấn vào cái nút đấy nhé thì nó sẽ hiện lên những cái trang của vào tu, bác nhìn chưa, nó hiện lên những trang vào tu, và vào tu là con máy có bảo mật cao nhất nhé, bảo mật và độc quyền luôn của vào tu, nó là đứng số 1 luôn. Bác nào muốn tìm hiểu về bảo mật là cái gì của nó thì bác có thể gõ vào Google tìm hiểu về vật tu sẽ hiểu rõ hơn. Đấy, con này bác gái bác là đến dùng với con này nữa thì chấm hết rồi nhé. 2 SIM có này nhé, 2 SIM có, thẻ nhớ cũng có, màn hình thì chấm hết, ok chưa, màn hình tầm 5,5 inch con này thì quá ok, form tay quá đẹp luôn, da cá sấu, tất cả những con này được thiết kế bằng thủ công đó nha, con này thiết kế bằng tay và thủ công đấy, thiết kế bằng tay thủ công chứ không phải làm đại trà đâu ạ. À, và tất cả những con điện thoại này chỉ làm có số lượng thôi, bàn tay người thợ làm lên chứ không 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 phải là cứ thích là in ra như kiểu sản xuất hàng loạt là mấy triệu con đâu, nó có số lượng chứ không có nhiều, bởi vì những con điện thoại này là làm bằng thủ công bằng tay nên không thể làm nhiều được, không có nhiều, do vậy mà các bác sở hữu nó là độc quyền, nó không có nhiều về Việt Nam ấy đâu, nó cũng không có nhiều về đây đâu ạ. Em Tuấn nói vậy là các biết. À, giá của em đã nói rồi, giá các bác ở trên nó chào bán toàn 5-70 triệu, có chỗ như chỗ cả hơn 100 triệu cơ. Đến với em Tuấn bác nhé, cứ liên hệ với tôi em Tuấn Zalo 0911 169 961, ok chưa ạ. Rồi em chào các bác, những con máy như thế này mà các bác còn này, phải nói luôn nó quá quá đẳng cấp luôn ạ, không còn điểm gì để chê, không còn gì để chê luôn ạ.